Đây, xin chào các con. Bây giờ mình tự giới thiệu mình đây. Anh lớn giới thiệu tên gì đây? Tấn Khang, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con học trường nào? Con học lớp mấy? Rồi, cảm ơn con. Tiếp theo cô gái, con tên gì? Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy ở trường nào? Rồi, rồi vậy là học chung với anh phải không? Rồi, em đi học có học giỏi không con? Con cũng biết là con học giỏi không? Con cũng không biết luôn hả? Con cố gắng học nha. Rồi, tiếp theo, anh ở giữa. Anh ở giữa. Con tên gì? Tên gì vậy? Khá. Rồi, Khá năm nay, danh Khá phải không? Rồi, danh Khá năm nay bao nhiêu tuổi? Rồi, đi học chưa? Chưa học hả anh? Ủa 8 tuổi sao chưa đi học hả? À, tức là chưa đi học đúng không chị? Nhưng mà năm nay có học không chị? Cố gắng cho em đi học nha. Rồi, tiếp theo, anh áo đỏ ơi. Anh áo đỏ, anh tên gì? Nó lớn lên. Con nói lớn lên. Rồi, con học trường nào? Trường gì em học trường gì? Em học trường thị trấn 2. Em học lớp mấy rồi? Lớp mấy rồi? Lớp 1 rồi. Anh ơi, anh đeo khẩu trang vô. Anh đẹp trai. Hết thôi miệt thử ngang, đẹp trai lắm luôn á. Con tên gì? Em năm nay là em vô lớp 1 phải không chị? Năm nay lớp 1 luôn. Ủa, lại sao lại học lại ở lại lớp chàng? Đâu là lý do vì sao em mà lại lớp chị ha? Vì cho nghỉ hả? Rồi năm nay cố gắng cho em đi học lại nha. Được không? Cố gắng nghe, hứa là phải làm nha. Chứ không làm là kỳ lắm luôn á. Bây giờ tặng cho các em cặp mà bây giờ các em tặng cặp cho các em mà em không đi học đó là kỳ lắm luôn á. Chị có khó khăn gì thì chị chia sẻ nha. Rồi, bây giờ hôm nay là chú đại diện cho mọi người, các anh chị, các bạn ở thị trấn thứ 11 có một ít cặp gửi tặng cho tất cả các con với một cái chương trình rất là dễ thương là theo em đến trường. Cho nên là tụi con phải cố gắng học nha. Dạ lớn coi, dạ nhỏ quá. Rồi bây giờ mình sẽ tặng nha. Rồi đây, anh lớp 5 đây. Rồi tặng cho con đây. Nó hơi nhỏ, mình sẽ khi nào mà có cặp lớn hơn chú sẽ đổi lại cặp lớn cho con. Còn đây, sẽ đổi lại một cái cặp. Đây, cô gái đây sẽ đổi lại một cái cặp khác cho con. Nhưng mà cái cặp này nó mang siêu nhân rồi. Sẽ có cặp công chúa cho con nha. Nè, con nhận đi. Rồi đây, hai cái cặp này là hai cặp đẹp nhất. Đây, hết voi, cho hết voi đây. Hết voi 2 năm lớp 1. 2 năm lớp 1. Rồi, đây là cái cặp trình tặng cho con. Cảm ơn chú. Dạ, mà còn nhát quá phải không? Rồi đi học bị ăn hiếp sao chàng. Đây cái này của con. Rồi, có cặp mới rồi nha. Rồi bây giờ cố gắng nha, phải hứa với mọi người là cố gắng học tốt nghe chưa? Đồng ý không? Rồi, ok. Rồi, đâu cặp vợ con đâu, năm nay là chuẩn bị được gì rồi? À, có cái buồng mới rồi hả? À, có buồng gì luôn hả? Nó tối quá, có đèn không chị? Bật cái đèn lên giùm em nghe. Đây là phòng của con hả? Rồi, nóng không? Nóng hả? Trời mưa thì mát phải không? Rồi, năm nay là học lớp 5 rồi phải không con trai? Năm lớp 4 này học được à? Học sinh gì? Học sinh trung bình, học sinh tiên tiến. Học sinh trung bình hả? Con học giỏi nhất môn gì? Con nói lớn lên, con học giỏi nhất môn gì? Tiếng Việt hả? Xuất sắc vậy, toán học giỏi không? Không hả? Rồi con gặp khó khăn gì khi con học tập nè? Hả? Trong quá trình đi học thì có gặp khó khăn gì không? Không hả? Nhưng mà phải hiểu bài không? Hiểu bài có về nhà có học bài không? Mà chỉ học sinh trung bình thôi.
Dạ. Vậy hả? Mình phải cố gắng hơn nha, mình chú chị biết học giỏi nè, mình chơi với những bạn mà học giỏi á. Nha. Mình chơi với mấy bạn học giỏi á, mình có động lực mình phấn đấu hơn. Rồi cái gì mình không hiểu mình hỏi mấy bạn học giỏi nha. Rồi, con đã mua sách giáo khoa chưa? Đây con đem sách giáo khoa ra chú coi coi. Em hết ra. Là hiện tại là cái này là mình mua hả chị? Chị ơi. Mình mua hả? Mình mua từ trường đúng không? Không, mua vợ còn trường chứ giờ mua sách giáo khoa hay gì, cái tin học với tiếng Anh. Dạ. Tức là sách tin học với tiếng Anh là mình chưa có mua. Dạ. Mà khi nào đi học thì mới mua được phải không? Dạ. Rồi tập vợ này kia là đầy đủ chứ hết chị? Còn cái tập với cô giáo chưa đủ không? Vậy hả? Thì cố gắng nha, cố gắng mua đầy đủ cho em để em học tốt nha. Dạ. Không có tập đó mới được gì đó để lại. Vậy hả? Rồi những ngày vừa qua thì mình học online đúng không? Dạ. Rồi em học như thế nào? Trực tuyến với cô hả? Rồi nhà có điện thoại không? Có cái điện thoại đúng không? Rồi con học online thì con có hiểu bài không con trai? Con trả lời lớn lên nè, có hiểu bài không? Hiểu bài hả? Rồi ở nhà có ôn tập không? Có. Rồi giờ cho chú hỏi nè, con có mong muốn gì trong năm học mới này không? Em vẫn chưa suy nghĩ được ha. Rồi con có ước mơ gì không? Sau này lớn lên con muốn làm cái gì? Con chưa biết rồi đúng không? Bây giờ mình chưa biết gì hết thì bây giờ mình cố gắng mình học nha. Mỗi ngày đều phải học một ít. Rồi có gì không hiểu mình hỏi thầy cô, mình hỏi bạn bè. Ba mẹ đi giá nữa. Nhớ không? Rồi cố gắng học tốt nha. Rồi. Có biết được tên nào chưa? Tên là gì đây? Danh Tấn Khang, học sinh lớp 51 trường tiểu học thị trấn 2. Vợ Văn Tóm ở trong này là con biết chữ sao đây? Biết chữ đẹp nha, cố gắng nghe con. Biết chữ đẹp đó. Rồi. Rồi chú con là cố gắng là mình có nhiều sức khỏe nè. Thứ nhất là có nhiều sức khỏe nha. Cái thứ hai là mình cố gắng học thật tốt. Trên lớp học á, mình nếu mình không hiểu bài thì mình hỏi thầy cô. Rồi sau đó mình hỏi bạn bè trong lớp, cái người mà có ngồi kế bên mình đó, mình hỏi, mình không hiểu mình hỏi. À, rồi trong lớp có bạn thân không, có chơi với ai không? Có hả? Cố gắng hòa đồng với mọi người nha. À, mình vui vẻ với mọi người thì mình hỏi gì cũng được hết trơn á. Con nghe, chứ đừng có lạnh lùng quá nha con trai. Tức ít nói quá, đang sợ ít nói quá. Đi học làm sao? Đi học nói chuyện dữ lắm luôn hả? Mà đứng trước ống kính là hơi bị nhút nhát phải không? Đúng không chị? Rồi cảm ơn con nha. Đó là thằng nhỏ đó rồi. Đâu rồi, cái cặp đâu, cái cặp chú coi coi. Đây, đẹp nghe bà con. Đúng rồi, rồi sao, chú hỏi nè, vui không? Vui hả? Rồi năm nay đi học có cặp mới rồi nghe. Rồi bây giờ mình hứa với mọi người sao đây? Con sẽ học giỏi nè, đúng không? Con sẽ ngoan nè, đúng đó. Rồi đi lớp là phải hòa đồng với bạn bè nghe. Rồi, học cái gì không hiểu thì hỏi thầy cô rồi hỏi cái người ngồi kế bên mình nghe. Rồi. Bây giờ trả lời cái này không trả lời được. Rồi đi ra cái. Trong cặp vẫn chưa có gì. Mà có được cái cặp là coi như là hào hứng rồi đó. Đây là một cái cặp dành cho học sinh mầm non. Và hôm nay Mình Thúy sẽ tặng cho một em 4 tuổi thuộc gia đình hộ nghèo tại khu phố 3, thị trấn thứ 11. Em chưa đi học nhưng mà tặng tinh thần cho em. Nè con ơi,
con ơi, con ơi, con trai nè, chú tặng nè, nha nha. Rồi nhát quá nên chưa đi học phải không? Cứ bà cho em đi học nha, dạy em nghe. Rồi có cặp rồi nghe, chúc mừng nghe. Tặng cho cái cặp tinh thần. Chưa đi học chứ công nghệ là sử dụng thành thạo đó. Đó, rành hơn rồi đó, chưa đi học mà thông minh lắm đó, nhát thôi. Đi hả? Nói chung là về là điện thoại của chị là coi như là dành phải không?